Tỉnh Bình Phước đang trên đà phát triển với tốc độ nhanh, ổn định trên nhiều phương diện, cả về kinh tế, đời sống xã hội và xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng. Với tiềm lực mạnh về tài chính cũng như năng lực đã được chứng minh qua các dự án, Thành Phương rất vinh dự khi là doanh nghiệp tư nhân duy nhất được tỉnh ủy, ủy ban tin tưởng giao nhiệm vụ chỉnh trang đô thị để nâng cấp thị xã Đồng Xoài lên thành phố vào năm 2018. Hiếm có khu đất nào hội đủ yếu tố công nghiệp, thương mại và dịch vụ và gần trung tâm hành chính công như khu đất này. Khu đất tiếp giáp với khu công nghiệp Đồng Xoài 2, tất cả những công ty hoạt động trong khu công nghiệp Đồng Xoài 2 đều là những ngành công nghiệp sạch, có yêu cầu trình độ cao về tay nghề, nên có thể khẳng định không có sự ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường như những khu vực lân cận, khu công nghiệp ở một số địa phương. Bên cạnh đó, khu đất còn liền kề bệnh viện tỉnh đang nâng cấp thành bệnh viện 600 giường đạt chuẩn, sẽ là nhân tố thúc đẩy cho hàng loạt các dịch vụ phụ trợ trong khu vực lân cận như cơ sở y tế tư, cửa hàng dược phẩm, dụng cụ, nhu yếu phẩm chăm sóc người bệnh. Gần trường chuyên Quang Trung, ngôi trường có lịch sử trong top 5 những trường có tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học cao nhất cả nước. Dự án Đường Bôn City chỉ cách trung tâm hành chính tỉnh, các trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp y tế, trung cấp dạy nghề Tôn Đức Thắng, trường trung học phổ thông Đồng Xoài, trường dân tộc nội trú tỉnh, sở y tế, các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế không quá 5 phút di chuyển. Điều này tạo nên sự khác biệt lớn về vị trí đắc địa mà không nơi nào có được. Toàn bộ khu đất cách đường quốc lộ 14 khoảng 120m với 3 tuyến đường lớn đấu nối tạo thành sự kết nối giao thông hoàn hảo nhưng vẫn đảm bảo một khoảng cách an toàn. Không gian trong lành, yên tĩnh nhưng không thiếu sự sung túc của một khu đô thị, một yếu tố quan trọng để an cư và giao thương. Từ đây có thể khẳng định vị trí vàng đắc địa của dự án The Gold City. The Gold City được thiết kế và quy hoạch theo tiêu chí hướng đến là khu đô thị thương mại dịch vụ với đầy yếu tố thuận lợi để trở thành khu đô thị thông minh có tốc độ xây dựng bậc nhất tỉnh Bình Phước. Điều này được chủ đầu tư thực hiện bằng việc quy hoạch siêu thị đẳng cấp với mũi nhọn là khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em và thực phẩm sạch cung cấp cho cư dân khu đô thị cũng như khu dân cư. The Gold City được quy hoạch với hệ thống điện ngầm toàn khu vực để nâng cao thẩm mỹ và sự khang trang cho đô thị. Đặc biệt, The Gold City là khu đô thị duy nhất của thị xã Đồng Xoài sử dụng điện ngầm. Lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh có một khu đô thị được thiết kế đến 4 công viên cây xanh được bố trí hài hòa, phân bổ đều trên các khu vực, tuyến phố. Đặc biệt, trong đó có công viên kết hợp hài hòa hồ bơi với thiết kế hiện đại, tạo nên điểm nhấn thú vị và sang trọng cho khu đô thị. Với mong muốn là nơi an cư đẳng cấp, trường mầm non được quy hoạch trên diện tích lên đến 1.600m² theo tiêu chí đạt chuẩn quốc gia. Với diện tích và quy mô của trường sẽ có đầy đủ không gian, các trò chơi kích thích tư duy phát triển cho trẻ. Đồng thời, việc vận hành sẽ do đơn vị giáo dục chuyên nghiệp thực hiện. Công ty Thành Phương đã khẳng định được thương hiệu qua tốc độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự án Phước Bình và dự án The Gold City. Khách hàng yên tâm rằng sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán theo quy định sẽ nhận được sổ đỏ riêng cho từng nền với thời gian nhanh vượt trội. Với vị thế và tiềm lực tài chính của chủ đầu tư, công ty Thành Phương đã hợp tác với Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội để cung cấp những gói tín dụng đặc biệt với tỷ lệ cho vay lên đến 85% giá trị nền đất và cho vay 75% công trình xây dựng trên nền đất với thời gian vay vốn lên đến 25 năm. Lãi suất ưu đãi, điều này giúp khách hàng dễ dàng quyết định mua sản phẩm của The Gold City mà không lo về tài chính. Thời gian thanh toán lên đến 6 tháng giúp khách hàng chủ động thu xếp tài chính một cách phù hợp mà không lo lắng về áp lực. Các dự án của công ty Thành Phương luôn tạo ra khả năng sinh lợi vượt trội trên từng sản phẩm, giá trị gia tăng liên tục cùng với tốc độ xây dựng và kinh doanh sầm uất. The Gold City, cho cuộc sống bừng sáng.